Ngọc Thơ, Thời báo chấm đê, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tổng thống Mỹ mời ông Trọng đến Nhà Trắng. Ngày 2 tháng 4, VOA tiếng Việt có bài, người đứng đầu đảng Cộng sản Việt Nam sẽ lại được đón tiếp tại Nhà Trắng. VOA cho biết Washington đã vận động Hà Nội trong nhiều năm để xem xét nâng cấp mối quan hệ lên đối tác chiến lược, nhưng Việt Nam dường như còn ngại ngần. Vì theo các nhà quan sát, Việt Nam phải xem phản ứng của Trung Quốc hình ảnh bài trên voa tuy nhiên voa dẫn nhận xét của ông murray herbert thuộc trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế csis ở washington trong những tuần gần đây việt nam cho thấy họ đã sẵn sàng nâng cấp mối quan hệ với mỹ ông murray herbert cho biết những người mà ông tiếp xúc ở việt nam trong chuyến công tác gần đây nói rằng hà nội muốn thực hiện việc này song song với chuyến thăm của lãnh đạo đảng voa dẫn thông tấn xã việt nam khi đưa tin về cuộc điện đàm giữa tổng thống biden và tổng bí thư trọng cho biết hai nhà lãnh đạo này đã nhắc lại lời mời thăm cấp cao lẫn nhau và hai nhà lãnh đạo vui vẻ nhận lời và giao các cơ quan liên quan thu xếp vào thời gian phù hợp tuy nhiên voa cho biết trong thông báo của nhà trắng về cuộc điện đàm không nhắc tới việc tổng thống biden và tổng bí thư trọng trao đổi lời mời Nhà trắng không hồi đáp yêu cầu bình luận về thông tin Tổng thống Biden mời người đứng đầu Đảng Cộng sản đến thăm Washington. VOA cho hay trong cuộc hội đàm với ông trọng hôm 29 tháng 3, Tổng thống Biden nhấn mạnh lời cam kết của Mỹ đối với một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng, tự cường và độc lập. Kể từ chính quyền của Tổng thống Obama khi ông Biden là Phó Tổng thống, chính quyền Mỹ luôn bày tỏ rằng họ tôn trọng sự độc lập của Việt Nam về chủ quyền lãnh thổ và không muốn can thiệp vào việc thay đổi thể chế chính trị điều mà các lãnh đạo đảng luôn lo sợ voa dẫn nhận định trên twitter của ông vũ khang nghiên cứu sinh tiến sĩ tại khoa chính trị học của đại học boston ở massachusetts thì việc tổng thống biden điện đàm với tổng bí thư việt nam mà không phải là chủ tịch nước là một bước đi khôn ngoan bước đầu tiên để nâng cấp quan hệ mỹ việt là tôn trọng quyền lực của đảng cộng sản và đảng muốn các tổng thống kế nhiệm của Hoa Kỳ khẳng định nguyên tắc đó không có sự lựa chọn nào khác. Hình ảnh ông Trọng được cựu tổng thống Obama đón tiếp ở phòng bầu dục năm 2015. VOA nhắc lại những đồn đoán rằng người đứng đầu đảng của Việt Nam có thể đang thân thiết hơn với Trung Quốc do việc ông Trọng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Bắc Kinh sau đại hội đảng của Trung Quốc và việc ông trấn áp những lãnh đạo thân phương Tây nhưng VOA dẫn lời ông Hilbert cho biết theo các nguồn tin của ông ở Việt Nam nói rằng chuyến thăm của ông Trọng đã mang lại cho vị tổng bí thư Việt Nam quyền hạn với Trung Quốc để cân bằng mối quan hệ với Mỹ. Việt Nam giờ đây cảm thấy thoải mái để có thể tiến lên với mối quan hệ toàn diện với Mỹ, ông Hilbert nói. Theo VOA, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên Việt Nam có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, mức ban giao cao nhất của Việt Nam với các nước trên thế giới trong khi Mỹ là nơi nhập khẩu nhiều hàng hóa của Việt Nam nhất và cũng là thị trường xuất khẩu đầu tiên của Việt Nam đạt kim ngạch trên 100 tỷ USD, nhưng quan hệ giữa hai nước vẫn ở mức thấp nhất, tức là đối tác toàn diện. Ông Herbert cho rằng kể từ khi bình thường hóa quan hệ vào năm 1995, Việt Nam và Mỹ đã nhanh chóng xây dựng được mối quan hệ kinh tế, chính trị và an ninh, đồng thời Hà Nội coi Washington như một hàng rào vào vùng đệm để chống lại Bắc Kinh. Nhưng với một đường biên giới dài với Trung Quốc cách Hà Nội chỉ khoảng 100 km, Việt Nam phải thận trọng khi tăng cường quan hệ với Mỹ. Ông Herbert dẫn các nguồn tin từ Việt Nam của ông nói rằng Việt Nam tự tin rằng việc nâng cấp quan hệ với Mỹ sẽ không gây ra các vấn đề lớn với quan hệ với Trung Quốc. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng chúng ta không thể biết điều gì sẽ xảy ra trừ phi Mỹ tiếp đón người đứng đầu đảng Cộng sản Việt Nam tại Nhà Trắng. Ông Herbert cũng nói rằng năm nay là năm tốt để ông Trọng thăm Washington trước khi cuộc bầu cử của Mỹ diễn ra vào năm sau và tiếp theo đó là đại hội đảng của Việt Nam vào năm 2026. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Tổng thống Mỹ mời ông Trọng đến Nhà Trắng. Ngọc Thơ, Thời báo.d Chấm kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Chuyên gia, tuy đang cần, nhưng Nga sẽ không hùa theo đòi hỏi của Trung Quốc trên Biển Đông. Ngày 1 tháng 4, kênh VOA Tiếng Việt có bài bình luận Nga đang cần Trung Quốc liệu có hùa về Bắc Kinh trên Biển Đông. VOA dẫn nhận định của một số chuyên gia cho rằng mặc dù Moscow đang rất cần sự ủng hộ của Bắc Kinh trong cuộc chiến ở Ukraine nhưng khó có khả năng họ quy phục trước những yêu sách của Bắc Kinh trên Biển Đông để phải hy sinh một đồng minh quan trọng trong khu vực như Việt Nam. Hình ảnh bài viết trên VOA Theo VOA, Moscow hiện đang là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất, đồng thời là đối tác khai thác dầu khí quan trọng nhất của Việt Nam trên Biển Đông với các công ty Nga đang tham gia liên doanh với Petro Việt Nam. VOA dẫn lời tiến sĩ Colin Cole, chuyên viên nghiên cứu về các vấn đề an ninh trên biển tại Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc phòng thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế Rajaranam, Đại học Kỹ thuật Nang Giang ở Singapore, nói rằng về vấn đề Biển Đông đã được đề cập trong cuộc gặp Putin tập vừa qua. Bởi vì tiến sĩ Kolinko căn cứ theo tin từ Reuters hôm 27 tháng 3 rằng kể từ tháng 1 năm 2022, các tàu hải cảnh Trung Quốc đã đi vào các lô khai thác dầu khí mà Nga đang sở hữu hoặc vận hành với Việt Nam trên Biển Đông khoảng 40 lần, theo lý giải của tiến sĩ Colin Kohl, Khi những việc này xảy ra, ông Putin phải nêu lên với ông Tập vì nó liên quan đến lợi ích trực tiếp của Nga. Đồng thời, Việt Nam là một nước hết sức gần gũi, trung thủy và kiên định nhất của Moscow ở Đông Nam Á. Ông Kolinko nghi ngờ khả năng Moscow quy phục sức ép của Bắc Kinh để từ bỏ những lợi ích về năng lượng trên Biển Đông. Và cái giá khải dĩ là Việt Nam xa lánh. Liệu Moscow có muốn đẩy Hà Nội vào vòng tay của phương Tây? Khi từ bỏ mối quan hệ hợp tác năng lượng với Việt Nam trên Biển Đông, ông lập luận. Rộng hơn nữa, liệu Nga có muốn bị Việt Nam xem không chỉ là một đối tác thiếu tin cậy, mà còn là một đối tác thế yếu trước Trung Quốc hay không? VOA nhắc lại việc Việt Nam đã 4 lần bỏ phiếu trắng và một lần bỏ phiếu chống các nghị quyết lên án Nga tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, bất chấp sự kêu gọi vận động của các nước châu Âu kể từ khi Nga phát động cuộc chiến xâm lược Ukraine đến nay. Hình ảnh ông Tập Cận Bình và ông Putin. Theo phân tích của tiến sĩ Khô, thì duy trì tình bạn với Moscow, Hà Nội phải đánh tín hiệu rõ ràng rằng họ trân trọng mối quan hệ đối tác này và lập trường của họ để cuộc chiến ở Ukraine ít nhất là phải chấp nhận được đối với Moscow. Việt Nam có thể đẩy Nga về phía Trung Quốc nếu họ đi theo lập trường của phương Tây về Ukraine và nếu Moscow ngã về Bắc Kinh hoàn toàn thì sẽ có hậu quả to lớn với Việt Nam. Về cả vũ khí quân sự và khai thác năng lượng trên Biển Đông, tiến sĩ Colin Cole cho biết. Đồng quan điểm tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, chuyên viên nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Yusuf Ishak nhấn mạnh rằng Trung Quốc không thể ép Nga về khai thác dầu khí với Việt Nam trên Biển Đông, VOA cho hay. Tiến sĩ Hiệp chỉ ra trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2019, Bắc Kinh đã từng gây áp lực với Moscow ba lần. Văn phòng Tổng thống Putin đã trả lời rất rõ ràng, đây là sự hợp tác giữa Nga và Việt Nam trong vùng biển hoàn toàn thuộc quyền tài phán của Việt Nam, nên Trung Quốc không thể can thiệp được. Nga đến Việt Nam trên cơ sở có lợi thì trước hết họ phải bảo vệ lợi ích của họ, tiến sĩ Hiệp nói. Và theo ông, các giàn khoan ngoài khơi trên Biển Đông là chủ quyền của cả Việt Nam và của Nga. VOA dẫn lời tiến sĩ Colin Cole chỉ ra rằng Biển Đông có thể sẽ căng thẳng hơn trong thời gian tới sau khi ông Tập được bầu làm chủ tịch nước lần thứ ba vào ngày 10 tháng 3 vừa qua. Do nhu cầu của ông Tập muốn củng cố quyền hành nên cần phải khẳng định chủ quyền đối với các vùng biển tranh chấp. Chắc chắn có khả năng sẽ có sự cố leo thang lên thành đối đầu như hồi ở 749 năm 2019, ông dự đoán. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin chuyên gia tuy đang cần nhưng Nga sẽ không hùa theo đòi hỏi của Trung Quốc trên Biển Đông. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d